Các bạn đang cần tìm kiếm một cây máy tính chơi game tối ưu về mặt hiệu năng trong tầm giá là dưới 15 triệu đồng? Hay các anh chị phụ huynh muốn tìm kiếm cho con em mình một bộ cây máy tính có thể gọi không tốn quá nhiều về mặt chi phí, tuy nhiên vẫn sẽ đảm bảo được nhu cầu của con em mình với tất cả các game thịnh hành hiện nay? Vậy thì ngày hôm nay Việt Anh sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ cây máy tính chơi game mang cái tên đó chính là Pickup Gaming Advance P4R810504 đến từ Alphard Computer, và có thể nói rằng sẽ đáp ứng được tốt cả hai nhu cầu mà mình vừa kể trên. Vậy bộ máy tính này sẽ có những gì? So let's check it out. Ok, và ngay bên cạnh mình lúc này đang chính là bộ cây máy tính chơi game mang cái tên đó chính là Pickup Gaming Advance P4R810504. Và đương nhiên mình sẽ phải nhắc lại một câu nói huyền thoại, đó chính là khi mua các bộ cây này các bạn sẽ không có những cái giải đèn LED, quạt LED trang trí này đâu. Bởi vì là trong tầm giá là dưới 5 triệu đồng này, chúng ta nên tối ưu về mặt linh kiện cũng như là chất lượng build các thứ, chứ không nên quá là sa đà vào việc đó chính là trang trí bằng những cái giải LED hay là quạt LED như thế này. Nếu bạn nào có nhu cầu về những cái giải LED hay là quạt LED này thì có thể chuẩn bị thêm một khoản chi phí dự phòng khoảng tầm là gần 1 triệu đồng để có thể là lắp đặt luôn tại Alphard, hoặc có thể các bạn mua về hoặc là tự custom theo ý thích của mình để có thể tạo ra những cái cây mang cái bản sắc riêng của các bạn, thì đó cũng là một ý kiến không tồi, đúng không nào? Còn bây giờ đi vào cấu hình của chiếc máy, chúng ta sẽ có những gì nào? Đầu tiên sẽ là chiếc mainboard Asus H10MK đi kèm với con chip đó chính là Intel Pentium G4560, thanh RAM 8GB XPG Gamix D10 Boost 2400 đến từ ADATA. Các màn hình có thể gọi là nổi bật nhất trong cấu hình ngày hôm nay đó chính là Asus Seraphim GTX 1050 Ti 4GB RAM, bộ nguồn Acbel Tora với công suất là 420W, và đương nhiên đi kèm sẽ là vỏ cây Vitra First Player Dancing V3. Đầu tiên, vì sao lại là con chip Intel Pentium G4560? Bởi lẽ với con chip Pentium đời Kaby này, Intel đã rất hào phóng mang đến công nghệ đó chính là Hyper Threading, siêu phân luồng đến tận con chip giá rẻ này. Vì vậy, con chip Intel G4560 này sẽ có 2 lõi và 4 luồng với tốc độ lên đến là 3.5GHz. Và như hàng loạt các bài test trước đây cũng như các bài review trước đây, kể cả của Alphard lẫn các kênh khác, thì các bạn thể biết rằng đó chính là con chip Intel Pentium G4560 này nó có thể cân được tốt gần như là 80% tất cả game thịnh hành hiện nay. Tính ra với mức chi phí chưa đến 2,8 triệu đồng cho một cái combo main và chip bao gồm main H10MK đến từ Asus cùng đó là con chip Intel Pentium G4560, thì đây sẽ là một cái mức giá cực kỳ tuyệt vời với cái hiệu năng mà nó đem lại dành cho một người game thủ bình thường không có nhu cầu quá cao về mặt hiệu năng. Tuy nhiên, một mình con chip Intel Pentium G4560 sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhân tố gánh team ở đây sẽ là chiếc card màn hình Asus Cerberus GTX 1050 Ti 4GB RAM. GTX 1050 Ti đi kèm với Intel Pentium mà giá vẫn đội lên đó chính là 12 triệu đồng. Có thể đây sẽ là một mức giá khiến nhiều bạn hoài nghi. Tuy nhiên, thực sự mà nói thì chúng ta sẽ có đó chính là đây là một cái card màn hình rất là hàng hiệu luôn. Chúng ta sẽ có đó chính là tấm backplate nhìn rất là hầm hố và có thể nói rằng nó sẽ thu hút bất kỳ ánh nhìn của người nào. Với hai quạt tản nhiệt với chất lượng build rất là hoàn thiện và bắt mắt như các bạn thể nhìn thấy trên video ngay lúc này, thì chúng ta sẽ yên tâm về mặt đó chính là chiếc các màn hình sẽ cho ra một cái hiệu năng rất là tốt, cùng với đó là đảm bảo được khả năng tản nhiệt cũng như là hoạt động tối ưu trong quá trình chúng ta chơi game cũng như là sử dụng máy. Và với cấu hình này, chúng ta sẽ đi kèm đó chính là một thanh RAM 8GB Boost 2400 DDR4 đến từ ADATA với thương hiệu đó chính là XPG Gamix D10. Và như vậy là mình đã vừa đi qua 4 phần quan trọng nhất của bộ cây máy tính, đó chính là main, chip, RAM, card. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào các phần tiếp theo, đó chính là một ổ SSD đến từ Clockwave với dung lượng là 120GB chuẩn SATA 3. Thì với cái dung lượng 120GB này, chúng ta thể cài được Win cùng đó khoảng tầm là 4-5 game mà chúng ta thường xuyên chơi nhất. Mình sẽ ví dụ một list cơ bản nhất, đó chính là Liên Minh Huyền Thoại này, FIFA cùng với đó là CSGO, PUBG cùng với đó là một tựa game gì đó các bạn thể chơi. Ví dụ anh Mạnh kênh mình thì rất là vui tính, anh cài cả Half-Life 1.1 luôn. Thì nói chung nếu bạn nào mà có nhu cầu gọi là lưu trữ nhiều hơn thì có thể là mua kèm một cái ổ HDD, hoặc là chúng ta có thể nâng cấp lên khoảng tầm là 240GB SSD thì nó sẽ thoải mái hơn một chút. Còn nếu bạn nào mà chỉ cần những cái tựa game nhẹ nhàng mình vừa kể thì có thể là giữ nguyên ở 120GB rất là ok, bình thường không sao cả. Còn lại thì về những cái bộ nguồn như Acbel Tora 420 thì những cái bạn nào mà đã mua những cái bộ pickup trước đây thì phản hồi lại rằng cái bộ nguồn này hoạt động rất là tốt, phù hợp, gọi là công suất rất là ổn định, thì nói chung là nó sẽ đảm bảo cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với những cái bộ gaming pickup đến từ Alphard Computer. Ok, và đi xong về phần nội thất thì chúng ta sẽ đến với phần ngoại thất, thì đó chính là cái vỏ cây Vitra First Player Dancing V3. Nhưng mình có thể nhận xét đó chính là với tầm giá này mà chúng ta sẽ có chất lượng build khá là tốt. Các bạn thể thấy đây, mình sẽ gõ thử cho các bạn nghe, đó chính là cái chất liệu của nó khá là dày dặn. Như bên trên chúng ta sẽ có hẳn đó chính là cái tấm lọc bụi có nam châm luôn, một cái điều mà trước đây rất là ít khi những cái cây trong tầm giá rẻ này có được. Và các bạn thể thấy đó chính là với kích thước dù khá là nhỏ gọn, tuy nhiên nó vẫn có thể lắp vừa, đó chính là 6 quạt LED cùng với đó là các giải LED lắp các thứ rất là ok. Nói chung vấn đề độ máy là làm đẹp thêm cho máy, các bạn không phải lăn tăn về cái vỏ cây, đó chính là Vitra First Player Dancing V3 này nhá. Ôi tên dài vãi.
Và bây giờ sẽ là vào phần test game. Thì với các tựa game online làng nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại thì nói chung là nó giữ vững ở 150 FPS. Còn lại là khi vào combat thì nó sẽ giảm xuống một chút, khoảng tầm là 120, 110. Còn với tựa game là FIFA Online 4 thì dù đây là một tựa game mới đòi hỏi cấu hình khá là cao, nhưng mà chiếc máy này hoàn toàn có thể cân tốt. Với tựa game PUBG thì mình đặt hẳn lên khoảng tầm là Ultra để cho nó hơi hack qua một tí, thì máy dừng lại ở khoảng tầm là 30 chứ là 37. Nhưng mà mình recommend các bạn đó chính là để ở chế độ Medium thì chúng ta sẽ vừa có FPS khoảng tầm là 50 chứ là 70, rất là mượt mà vẫn có đó chính là đồ họa đẹp để có thể là tận hưởng trò chơi một cách hoàn hảo nhất. Còn với các tựa game nặng khác như là GTA 5 thì mình đặt hẳn chế độ 2 thì máy dừng lại khoảng tầm là 30 chứ là 37. Thì mà nếu mà mình cũng chưa thử, nếu mà mình đặt khoảng tầm là Medium hoặc là Low thì chắc chắn là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn lại thì với các tựa game khác như là Call of Duty thì máy sẽ dừng lại khoảng tầm là 70 cho là 72. Với các cảnh game như là đạn khói hoặc là mình bị bắn máu me teo tét thì nó sẽ giảm xuống khoảng tầm là 52 hoặc 55, thì nói chung là nó vẫn rất là ok, rất là tuyệt vời. Và một tựa game khác đòi hỏi frame rate rất là cao đó chính là CS:GO thì máy hoàn toàn cân tốt ở 150 FPS. Còn lại với các cảnh mà mình bắn nhau thì có thể giảm xuống một chút, khoảng tầm là 130, 120, 110. Nói chung là nó không có quá nhiều để đáng kể cả, nói chung chúng ta sẽ có những trải nghiệm rất là tốt. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói với các bạn về cái bộ máy tính chơi game Picap Gaming Advance P4R810504 với mức giá chỉ là 12.399.000 đến từ Alphard Computer. Còn với những khách hàng hoặc là các gia đình muốn trả góp thì có thể trả trước khoảng tầm là 3.720.000 và hàng tháng chỉ cần trả khoảng tầm là 620.000 thôi là đã có thể sở hữu bộ máy chơi game này về nhà cho con em mình rồi. Vậy nếu các bạn có bất kỳ ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì về cái bộ máy tính chơi game Picap Gaming Advance P4R810504 này đến từ Alphard Computer thì cùng comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây video sẽ kết thúc và xin chào. Hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.